Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì trên bàn đang có khá là nhiều những cái chai sữa tắm rất là đẹp, màu mè ở đây. Thì trong cái thời gian vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng là mình đang làm khá nhiều những cái sản phẩm của La Pose, một thương hiệu Việt. Và mình cũng có nói chuyện với vài anh em cũng như là vài người làm ở mảng mùi hương này. Và dự đoán rằng trong khoảng tầm 1 đến 2 năm tới thì những cái thương hiệu Việt, người ta hay gọi là local brand ấy, sẽ phát triển khá là mạnh mẽ. Và cái sự phát triển đó có tốt hay không, nó phụ thuộc vào cái sự tương tác, sự phản hồi từ chính những người dùng. Và chúng ta đã nhìn thấy La Pose, một thương hiệu đi từ những sản phẩm về sữa tắm, đến nay thì họ đã cho ra những cái sản phẩm về nước hoa. Và cái mùi hương mà mình gần đây review đó là con Sevilla Mandarina, một trong những cái mùi mà sau khi review mình có nhận được feedback cũng khá tốt. Nhưng mà mình vẫn muốn là nếu như ai đã sử dụng qua thì mọi người hãy chia sẻ được thì tốt. Không thì các bạn hãy đưa ra những cái cảm nhận ở phía dưới. Không cần là những cái cảm nhận mà khen tấm tắc hay là các bạn kiểu đẩy lên làm gì cả. Các bạn hãy cứ chia sẻ một cách thoải mái nhất bằng tất cả những cái gì mà các bạn nhận, dù nó có là trái chiều, nhưng nó sẽ là cái luồng ý kiến tham khảo dành cho nhiều người. Những người đến sau, những người biết tới thương hiệu Việt mà muốn ủng hộ thương hiệu Việt nhưng mà họ vẫn đang rất lăn tăn. Tại vì các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng hiện tại thì thương hiệu Việt ở Việt Nam rất ít người review. Một phần là vì cái mark, hai là cũng vì có đôi khi vì lợi nhuận nó không cao nên là người ta cũng không làm. Và với cá nhân mình là một người hiện tại đã làm mảng này đến 4 năm thì mình rất ủng hộ thương hiệu Việt, và đặc biệt là những cái thương hiệu mà làm một cách nghiêm túc và chỉn chu như La Pose thì mình rất là sẵn lòng để có thể đồng hành để giới thiệu tới những người yêu hương của mình, những người biết trân trọng những cái cảm xúc thực sự qua cái con đường mùi hương. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một sản phẩm mới, một thương hiệu mới, đó là Make Sense. Và hãy cùng xem là thương hiệu này có gì mà mình lại muốn giới thiệu đến các bạn. Bắt đầu nhá. Ok, đầu tiên thì thương hiệu mà mình muốn giới thiệu trong ngày hôm nay đó chính là Make Sense. Các bạn cũng có thể nhìn thấy cái tên ở cái phần tem ngay trong những cái sản phẩm sữa tắm của họ. Và đây thì đằng sau ghi rất rõ đó là sữa tắm nước hoa nít. Vâng, và bộ sưu tập lần này đó là bộ sưu tập là mình. Chả hiểu sao đợt này tôi đang bắt đầu kiểu đang có ý định đi thiền, những cái lớp thiền ở 10 ngày mà kiểu tách biệt với không gian để trở về là mình, nhìn vào bên trong thì tôi lại nhận được cái bộ sưu tập này. Tôi kiểu cảm giác như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa, sắp tới tôi sẽ bùng khoảng tầm một thời gian này tôi đi thiền. Thì cái bộ sưu tập này nó có tên là mình, và cái quan trọng nữa ấy, thì nó có tên là Chiêu Mi, có nghĩa là các bạn hãy tận hưởng những cái cảm giác cá nhân của các bạn một cái cách tốt nhất. Và ngay trong cái việc mà các bạn tắm thôi, các bạn cũng có thể làm được việc đó. Giống như thầy Minh Niệm, thầy bảo là ngay ở khi thầy tắm thôi thì thầy sẽ cảm nhận được cái nước chảy cũng như là cái cảm giác mát lạnh từ dòng nước, thầy cũng rất là kiểu hạnh phúc ấy. Uầy, mình đi tắm thì cứ nhanh nhanh thì mình đi tắm rồi mình đi ra mình làm việc khác. Nhưng mà đôi khi một khi đi thiền về xong, một khi tôi tắm phải mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà thôi, nói vui là như vậy. Thì có một cái mà mình đánh giá cao ở thương hiệu Make Sense này, đó là cái bộ sưu tập làm mình này hiện tại được đóng góp cho cái tổ chức Hand On, đó là chấp cánh ước mơ cho những trẻ em ở vùng cao. Mỗi sản phẩm được bán ra của Make Sense thì sẽ được ủng hộ 2.000 đồng vào cái hội cho cái tổ chức này. Đây là một cái mà mình đánh giá cực kỳ cao, mà không phải tất cả những cái thương hiệu nào mà đều sẵn sàng làm được việc đó. Đặc biệt là đây là một cái thương hiệu mới nữa đó. Và bộ sưu tập lần này thì chúng ta có một cái màu nó khá là nữ tính, chính xác là nó dành cho nữ luôn. Các bạn nhìn cái màu này, eo thề luôn, tí nữa tôi sẽ đưa ra nhận xét về phần màu này nhá. Nhưng mà trước tiên ấy, chúng ta phải biết rằng là ở đằng sau những cái sản phẩm về sữa tắm này thì cái phần làm mùi đó là ai. Thì các bạn có thể dễ dàng lên cái thương hiệu Make Sense, lên web hay là lên Facebook hay là lên tất cả những cái nền tảng khác nhau của Make Sense, các bạn có thể thấy rằng là có một cái công ty hương liệu đứng đằng sau, đó là CPN Aromat.
Đây là một cái công ty làm về mảng hương liệu đã hơn 50 năm. Có lẽ cái tên CPN nó không quá là nổi tiếng. Chúng ta sẽ biết những cái công ty hương liệu nổi tiếng hơn, top đầu thế giới như là Givaudan, Symrise, Firmenich, rồi một vài công ty nữa, một vài cái tập đoàn nữa. Đấy, kiểu như thế thì chúng ta nghe đấy nhiều, nhưng mà với CPN Aromat thì mọi người ít nghe. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thì đây là một công ty đã có ngoài vấn đề 50 năm ra thì họ còn có một cái phòng lab ở thành phố Hồ Chí Minh, và nó có rất là nhiều trên những quốc gia khác nhau. Nhưng mà hiện tại thì phòng lab ở thành phố Hồ Chí Minh mình đã được vào thử, và mình thấy là ui, trong đấy nó xịn sò một cách kinh khủng. Và nếu như những bạn nào mà là những người chơi nước hoa thì có lẽ rằng các bạn biết rằng là người ta hay gọi là chủ trại gà là người làm ở đó. À, tôi chỉ nói đến đâu tại vì anh Tùng ai không được lỡ một cắt nhá, cắt, tại vì chủ trại gà không cho tôi nói đấy đó. Và cái công ty CPN Aromat này là người đứng sau làm mùi hương cho Make Sense. Và một chút về một vài điều mà các bạn có thể sẽ nghe quen thuộc hơn, đó là những perfumer của CPN Aromat hiện tại đang làm những cái mùi cho những thương hiệu như là Kilian, như là Jo Malone. Ở đây thì đây tôi có một cái bảng mà các bạn có thể dễ anh nhìn thấy, đó chính là Dunhill, đó chính là Amoa, bất ngờ không? Lalique, và một vài cái tên mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở đây, đó là Jo Malone Sweet Limcido này, Jo Malone Fig Cassis này, Jo Malone Noir. Ở trong cái bộ Penhaligon thì cái công ty CPN này có những perfumer đang làm mùi cho khá là nhiều, đó là Hafetti Laser, Hafetti, rồi Hafetti Cido, rồi Lily of Valley, rất nhiều. Ở đây trong cái list này nó khoảng đâu đó khoảng tầm chắc là tầm 20 mùi đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều như là Molton Brown cũng có 3 mùi, rồi Dunhill cũng có tầm 3-4 mùi. Thì mình sẽ bảo bạn edit, bạn sẽ đưa những cái hình ảnh của công ty Aromat này lên CPN Aromat để các bạn có thể biết được rằng là cái công ty đứng sau Make Sense làm mùi thì khủng khiếp như nào, profile đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bộ sưu tập là mình, và các bạn sẽ có thể cùng mình đánh giá về cái thiết kế. Thứ nhất là chai này nó có ở đây là 250g. Thực ra thì tôi cũng không biết là 250g này nó sẽ dùng được khoảng tầm bao lâu. Tôi nghĩ là khoảng tầm, nếu mà ngày nào cũng dùng thì đâu đó khoảng tầm, chắc là tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi tầm đấy là hết. Tại vì mình cũng mới được gửi và mình cũng đã dành thời gian nhiều nhất để có thể test được tất cả những cái mùi ở đây. Thì cái màu thứ nhất là màu hồng, phớt hồng rất là xinh dành cho các bạn nữ, hoàn toàn là các bạn có thể nhìn thấy cái màu phớt hồng này. Riêng cái phần màu này thôi tôi đã thấy rằng là nó quá là đẹp, và dành cho các bạn nữ kiểu cute bánh bèo, và cảm giác là nó rất là hợp kiểu Sài Gòn ấy. Ừ, mấy bạn nữ kiểu có cái vai kiểu miền Nam ấy, kiểu như thế. Và đặc biệt nhá, ở đây thì chúng ta có 5 mùi hương. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái tem, cái màu logo và tem thôi nó cũng rất là hợp concept, nó rất là trẻ trung và kiểu đáng yêu đó. Nhưng ở đây có một vài cái mà tôi không thích. Thứ nhất là cái chai này, với cá nhân tôi thì nó đang hơi bé. Đây là quan điểm cá nhân của tôi về cái thiết kế là nó đang hơi bé. Nếu như mà nó làm cái chai rộng hơn và với vẫn cái vòi này thì có lẽ là sẽ có một cái sự cân đối hơn. Với mình ấy, thì mình thích là một cái chai nó dài hơn và cảm giác trông nó chắc chắn ấy. Còn với cái chai này kiểu cái vòi và cái phần này nó dài bằng nhau ấy. Cá nhân tôi thì không thích. Các bạn như nào các bạn hãy chia sẻ cảm nhận ở phía dưới đó. Còn về cái sử dụng khi mà vòi cái dùng thì để bạn dùng bao nhiêu nó cũng không bao giờ bị dính ở đây, bị nít tắc. Đấy là một cái điều mình thích. Thứ hai nó là do cái độ nhầy ở trong cái sữa tắm này nó như thế nào thôi, nó cấu thành như nào và tí nữa thì mình sẽ nói đó. Và ngoài ra có một cái mà tôi không thích ở cái thương hiệu Make Sense, đó là cái logo họ làm riêng cái phần tên thương hiệu để các bạn có thể nhìn thấy. Đây, riêng cái phần này là mình cảm thấy nó hơi rối mắt và nó hơi khó nhìn. Cái này thì mình cũng đã chia sẻ với chị chủ và mình bảo là cá nhân em thấy cái logo đợt này em đang nhìn nó hơi bị rối mắt, là cảm giác là khi mà em lướt qua như này thì cái ấn tượng em để lại duy nhất có lẽ là màu sắc của nó rất là hợp với các bạn trẻ nữ Gen Z.
thế thôi. Còn bảo là để em nhớ được tên thương hiệu thì có lẽ hơi khó. Đấy, đây là cái nhận xét của tôi về cái phần thiết kế. Và bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những cái sản phẩm thuần chay. Và các bạn nhìn thấy rằng là cái phần hộp ấy thì nó cũng là những cái hộp có thể tái chế được. Bây giờ gần như tất cả những cái thương hiệu mà local brand ấy thì họ đều hướng tới cái yếu tố thiên nhiên rất là nhiều. Cái tiếp tới chúng ta đi đến ở đây đó là một sản phẩm sữa tắm. Cái phần mùi sẽ là một cái yếu tố không quan trọng, thực sự không quan trọng. Tại vì đã là sản phẩm làm sạch thì cái yếu tố làm sạch nó phải tốt. Thì thứ nhất đó là cái sản phẩm sữa tắm trong cái bộ làm mình này, nó có một cái điểm cộng rất là lớn. Thứ nhất đó là cái khi mà chúng ta lấy ra, chúng ta rất là dễ dàng có thể lấy được cái sữa tắm ra khỏi tay. Cái thứ hai đó là cái độ tạo bọt của nó cực kỳ tốt. Chỉ với khoảng tầm một lần ấn thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể xoa vào tay. Và cái độ tạo bọt trên cơ thể nó cực kỳ tốt. Đây là mình tạo bọt không cần đến những cái sản phẩm hỗ trợ. Ví dụ như kiểu những cái bùi nhùi để tắm hay là những cái bàn chải để cọ lưng nhá, thì gần như rằng chúng mình không cần, toàn bộ bằng tay là có thể tạo bọt một cách rất dễ dàng. Cái tiếp theo mà mình thích ở những cái sản phẩm Make Sense đó là cái khả năng làm sạch của nó cực kỳ tốt. Đó, cái khả năng làm sạch này mình đã test vào những cái ngày mà mình bôi kem chống nắng ở toàn bộ phần tay như thế này, mà mình đi ra đường sau đó cả buổi sáng cho đến buổi tầm 2 giờ đến 3 giờ mình đi tắm, thì toàn bộ những cái sản phẩm làm sạch của Make Sense trong cái bộ sưu tập này nó đều rất tốt. Nó không có duy nhất là mùi nào có thể làm sạch tốt hơn mùi nào, tất cả khả năng làm sạch đều tốt như nhau. Còn cái phần mùi đó là một câu chuyện khác đấy. Nên là đây cũng là một cái đánh giá. Cái sản phẩm này thì so với La Poser, cá nhân tôi thì tôi thấy La Poser khả năng làm sạch và đợt tôi review ấy, thì nó cũng không được thực sự quá tốt với khi mà mình sử dụng những cái kem chống nắng hay là những cái mà chúng ta sử dụng những cái lớp make up lên da. Thì đây là cái mà mình trải nghiệm, và cả người yêu mình trải nghiệm nữa thì bảo là những cái sản phẩm sữa tắm của Make Sense làm cái khả năng làm sạch rất ổn. Đó, đấy là cái yếu tố mà kiên quyết đặt lên hàng đầu, chứ không phải là cái câu chuyện về mùi hương. Đấy là để cho các bạn biết rõ hơn. Và tiếp tới thì chúng ta đến với phần mùi hương. Đây cũng là một cái yếu tố mà rất nhiều người quan tâm đúng không? Vì đây là mảng mạnh của ông Kiên. Thì chúng ta ở đây có 5 lựa chọn về phần mùi hương. Nhưng mà trước khi đi vào từng mùi hương cụ thể với những cái phong cách như thế nào, thì mình sẽ cần phải nói về cái phần hiệu năng trước đi. Hiệu năng ở đây thì mình sẽ chia ra những cái yếu tố. Thứ nhất đó là độ lưu hương. Độ lưu hương của những cái sản phẩm của Make Sense thì nó cũng phụ thuộc vào mùi, nhưng trung bình ở trên da của các bạn sẽ đâu đó được khoảng tầm 1 tiếng sau khi tắm. Trung bình là như vậy, là 1 đến 2 tiếng. Nó tùy mùi, có một cái mùi gỗ ở đây thì lưu tốt hơn. Còn với những cái mùi tông mùi xanh, hoa nhẹ nhàng thì nó sẽ chỉ đâu đó được khoảng tầm 1 tiếng trên da và nó khá là nhẹ. Cái thứ hai đó là về cái phần độ tỏa. Độ tỏa ở đây thì có hai yếu tố mà các bạn biết, là đó là khi mà các bạn tắm thì độ tỏa của nó như thế nào. Thì khi mà các bạn tắm thì các bạn cho cái sữa tắm ra tay và các bạn xoa ra thì mùi nó tỏa ra một cái vai mùi rất nhẹ nhàng. Có nghĩa là cái phòng tắm của mình nó đã khá là bé rồi, nhưng mà mình thấy rằng là cái vai mùi nó nhẹ nhàng, dễ chịu và hợp cái cảm giác chill nhiều hơn là tôi tìm những cái sản phẩm có mùi tỏa tốt ở trong cái không gian tắm mà ngay sau đó khi mà các bạn đi ra mà người khác đi vào vẫn ngửi thấy. Thì đây không phải là một cái sản phẩm như thế. Cái độ tỏa của em nó trong khi tắm nó khá là nhẹ nhàng, và có lẽ là nếu mà sử dụng nhiều hơn thì mình nghĩ rằng là cũng chỉ đáp ứng cái nhu cầu là chỉ lúc người lúc đấy tắm ngửi thấy thôi. Và chúng ta mở cửa ra tầm chắc là tầm 10 phút thôi thì chúng ta không ngửi thấy cái mùi hương đó ở trong cái không gian đấy nữa. Đấy là cái yếu tố mà các bạn cần biết. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái độ tỏa ở trên da. Thì gần như rằng cái mùi hương của dưới dòng sữa tắm Make Sense nó có một cái độ tỏa rất nhẹ ở trên da, có thể nói là mùi skin scent, kiểu phải dí sát mũi vào mới có thể ngửi thấy. Đây là cái điều mà các bạn cần biết nhá. Chứ nếu như bạn nào mà đang dùng những cái sản phẩm của La Poser rồi thì mình không nói, tại vì cái tí nữa mình cũng sẽ nói về cái phần giá thành của Make Sense. Nó cũng đang rẻ hơn chắc là một nửa của La Poser thôi. Thì đó là những cái yếu tố mà các bạn cần biết về cái phần hiệu năng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái mùi hương ở đây. Cái mùi mà mình ấn tượng nhất và mình cũng được perfumer là mùi recommend, đó chính là mùi Somewhat Vulnerable. Đây, mùi này.
Đây là một mùi hương giống với mùi của Le Labo Santo 33, nhưng nó sẽ không chỉ đơn thuần là một cái mùi gỗ khô, mà cảm giác ở đây nó có bay mùi xanh, và nó sẽ là những cái gốc cây rất là cao lớn, và khi mà chúng ta chặt thì chúng ta chặt cả vào những cái cọng rêu xanh lá bám xung quanh cái phần thân cây. Và cái mùi hương này thì đúng thật là khi mà ngửi thì chúng ta thấy vai Le Labo Santo 33 cực kỳ rõ, nhưng mà không quá khô và nó cảm giác là những cái rêu bám xung quanh nữa. Và đây là một cái mùi hương mà có lẽ rằng là sẽ là một cái sản phẩm bán rất chạy của Make Sense. Nên là nếu như những bạn nào đang có nhu cầu tìm một cái mùi sữa tắm giống Le Labo Santo 33 thì đây chắc chắn là sản phẩm dành cho bạn. Và cái hiệu năng của nó cũng là một trong những con có hiệu năng tốt nhất trong cái bộ sữa tắm này. Nó lưu ở trên da đâu đó tầm gần 2 tiếng đồng hồ và tỏa rất là nhẹ nhàng. Nên là mình nghĩ là nếu bạn nào mà dùng Le Labo Santo 33 ấy, thì các bạn nên mua sản phẩm này để dùng tắm xong rồi các bạn xịt nước hoa lên thì nó rất tuyệt vời. Và đây là một cái mùi hương mà tôi nghĩ là chỉ đơn giản thích Santo 33 thôi thì các bạn có thể hoàn toàn mua để sử dụng. Còn về phong cách thì chắc là cũng không cần phải nói quá nhiều vì Santo 33 nó đã quá quen với thị trường rồi. Tiếp theo thì chúng ta có một cái mùi hương đó là Being Fresh. Đây là một cái vai mùi rất tươi mát, cảm giác như kiểu chúng ta đang tắm mưa ấy. Cái cảm giác mát lạnh như kiểu đang tắm mưa vậy. Nó không phải là một cái mùi thuần bạc hà mà đơn giản nó chỉ là một cái mùi xanh thôi. Và nếu như những bạn nào mà kiểu vừa mới đi ở ngoài trời nắng về, xong rồi các bạn tắm nước lạnh rồi các bạn sử dụng cái loại sữa tắm này nữa, thì ôi, cảm giác như kiểu tôi đang tắm một cơn mưa, mà cảm giác đấy là cơn mưa đá vậy. Nước đá, cơn mưa nước đá chứ không phải là cơn mưa đá, đá thì vỡ đầu mất. Nhưng mà đây là một cái tông mùi xanh rất là fresh, rất là mát mẻ. Cảm giác nó sẽ xua tan đi được cái nắng nóng mùa hè. Và nói thật là đây là chai mà mình dùng rất nhiều, tại vì là tôi hay đi chơi thể thao về cái là tôi tắm luôn, mà tôi dùng con Being Fresh này cực kỳ nhiều. Và có vẻ như là tôi chấm con này điểm cao nhất trong cái lô bộ mùi ở đây, vì tôi cũng không thích Santo 33, nhưng mà cái gì nói thì khả năng con này nó vẫn bán tốt. Còn Being Fresh là một cái tông mùi xanh mà các bạn nên thử nếu như bạn nào thích cái tông mùi green đó, mát mẻ, xuân siêu mát luôn. À, hiệu năng thì cũng chỉ tầm một tiếng thôi và tỏa nhẹ nhàng nhá. Tiếp tới thì sẽ là một cái bay mùi ngọt. Thì các bạn sẽ bảo là tại sao trong một cái bộ dành cho nữ mà không có con nào ngọt? Thì đây, Crazy Love. Số ơi, nghe như cái tên luôn. Một cái bay mùi ngọt rất là nồng nàn. Cảm giác như kiểu một cô gái kiểu cháy bỏng, yêu kiểu yêu đến chết luôn. Và đây là một cái bay mùi ngọt, nhưng mà các bạn yên tâm là nó không mang tới cảm giác kiểu lưu dính dính ở trên da đâu, mà cái bay mùi ngọt này nó vẫn có một cái độ cay hơi nhẹ nhẹ. Và vì nó sử dụng cái nền cũng khác với nước hoa nữa, nên là cái cảm giác là chỉ là một cái bay mùi ngọt như kiểu các bạn đang tắm, và cái cảm giác như kiểu các bạn đang là một cái cô gái kiểu như nào nhỉ, sexy quyến rũ. Dùng từ đấy nó có vẻ không hợp với kênh lắm, nhưng mà từ từ đã nhá, để tôi nói lại. Vì không, ở đây nó sẽ là những cô gái nào thích một cái mùi mà sau khi tắm xong mà anh có vào tắm sau em, hoặc là anh có vào phòng tắm thì anh đều ngửi thấy mùi sữa tắm của em rất là hấp dẫn. Tại vì đây là một cái mùi tỏa tốt nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đây, và mình nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm mà các chị em chắc là khá thích đấy, tại vì nó tỏa tốt này, mùi lại còn vai ngọt nữa. Crazy Love, cá nhân tôi không thích cái mùi này, tại vì tôi là nam giới. Tiếp tới đó là Chicky Girl. Ui trời ơi, Chicky Girl này cũng là một cái bay mùi hồng hơn một tí. Và Chicky Girl thì sẽ là một cái mùi ngọt theo cái kiểu bánh bèo tiểu thư. Và những cái bạn nữ nào thuộc thế hệ Gen Z mà mình nghĩ là loanh quanh tầm học lớp 9, lớp 8, lớp 9 mà các bạn đang chú ý đến những sản phẩm sữa tắm, hoặc là các bạn là những người chị muốn mua cho những người em những sản phẩm sữa tắm có mùi hương, thì đây là một trong những chai như vậy. Đúng kiểu tôi tắm là tôi cảm giác kiểu tôi là một anh chàng kiểu bánh bèo ấy, kiểu nhẹ nhàng ấy. Thế là tôi không thẩm được mùi này, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn trẻ chắc là bây giờ gọi tôi bằng chú thì sử dụng mùi hương này hợp lý. Và cái mùi hương này thì nó cũng rất là nhẹ thôi, lưu đâu đó tầm một tiếng ở trên da, và như cái độ tỏa tôi đã nói ban đầu. À, tôi nghĩ rằng là đây là một cái mùi ok, các bạn hoàn toàn có thể thử trải nghiệm, đặc biệt là với những bạn
trẻ, các bạn đang đi học cấp 2, cấp 3. Thế thì cá tính dùng gì? Wannaribo. Một cái mùi hồng xanh cùng với tiêu. Nó có thể gợi nhớ một phần nào đó tới Oro của Diptych. Nhưng mà ở phiên bản này thì sẽ là thêm một chút hơi kiểu chuối xanh xanh một tí. Đây là mùi hồng xanh cùng với tiêu, the the và hơi ngọt xíu xíu thôi. Wannaribo thì rất là hợp với những bạn nữ siêu cá tính và có cái xu hướng hơi low key một tí, kiểu hơi hướng nội ít nói. Nhưng mà đây là một trong những cái mùi hương mà có lẽ rằng là chắc chỉ sau Being Fresh là tôi sử dụng thôi, tại vì tôi cũng khá thích Auro của Diptych. Đây là hai con Being Fresh và Wannaribo, là hai chai mà gần như là tôi tắm liên tục. Ôi, chai này tôi cầm cảm giác cũng vơi hơn ấy, hôm nay thì cầm còn cảm giác hơi nặng một tí đó. Và đặc biệt những sản phẩm sữa tắm của Make Sense thì nó có một cái đó là cái hiệu năng cấp ẩm cực kỳ tốt, nên là các bạn nào mà có nhiều nước hoa ấy, đặc biệt là các bạn nữ, thì các bạn hãy cố gắng tìm ra những chai nước hoa cùng vai với những cái loại sữa tắm ở đây, thì mình đảm bảo rằng là nó sẽ cải thiện được độ bám tỏa và độ lưu hương rất tốt. Đó là cảm nhận và những recommend của tôi về phần mùi hương. Nhưng mà vẫn phải nói với các bạn rằng sản phẩm sữa tắm ở đây là để các bạn tắm xong rồi các bạn ở nhà nhẹ nhàng, là các bạn học, các bạn đọc sách, hay là các bạn kiểu ngồi xem phim xong rồi đi ngủ. Nó không phải là những sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng để thay nước hoa khi ra đường. Đấy là quan điểm rất là rõ ràng, vì sữa tắm nó có yếu tố làm sạch và phần mùi nó sẽ là điểm cộng hơn, kéo dài được mùi hương sau khi mà các bạn có một ngày làm việc vất vả. Thế thôi, còn đừng mong sữa tắm có thể có một cái độ lưu hương như nước hoa được. Nếu mà các bạn muốn như vậy thì mời các bạn đi Body Mist cao cấp hơn những cái sản phẩm sữa tắm, và thấp cấp hơn so với nước hoa thì hãy tìm Body Mist đó. Và đấy là cái quan điểm rất là rõ ràng nhá. Và hiện tại giá thành của những sản phẩm của Make Sense hiện tại đang hình như mình nhớ là tầm 190.000 cho một cái chai 250g như thế này cầm trên tay. Những chai này các bạn mang đi du lịch nó cũng rất là tiện lợi, nhưng mà mình thì mình vẫn thích chai to như lúc đầu mình nói đó. Còn hình như đang có sale là 150.000, nên các bạn có thể mua ở trên những cái sàn khác nhau và mình sẽ để link ở phía dưới để cho các bạn lựa chọn. Và tôi cũng có liên hệ rồi là xin một cái code để giảm giá cho các bạn đâu đó khoảng tầm 10%. Không đáng bao nhiêu cả, chắc là đỡ được tiền phí ship, nhưng mà giúp đỡ được người xem được thêm một cái lợi ích nào đó thì tôi rất là sẵn sàng. Đấy là cái câu chuyện. Và hình như tôi có nghe nói rằng sau cái bộ làm mình này thì những cái sản phẩm của Make Sense sẽ ra một cái bộ cho nam. Và tôi cũng có biết là có một vài mùi là mùi giống với tobacco vani và những cái mùi của nước hoa ở phân khúc nít cao cấp, nên là tôi cũng rất là hóng bộ đấy. Và nếu như chị xem được cái video này thì chị ra nhanh cái sản phẩm dành cho nam đi, em rất hóng. Và tôi cũng có nghe được thêm đó là hiệu năng của nó thì cũng tốt hơn những sản phẩm dành cho nữ rất nhiều. Khả năng cái bộ sắp ra nó không phải bộ là mình mà là bộ chúng mình với một cái hiệu năng tốt hơn. Và đó là cả bộ cảm nhận của mình cũng như là cái sự giới thiệu của mình về Make Sense, một trong những cái thương hiệu làm về sữa tắm và ở trong mảng hương. Hy vọng sau này sẽ có thêm những cái bước tiến lớn hơn như La Poze đang làm tốt hiện tại, đó là về phần mảng nước hoa và phần nến. Còn bây giờ thì nếu như các bạn đã có nhận được sản phẩm sau một cái bài share của mình cách đây một thời gian là tặng 100 sản phẩm miễn phí, thì các bạn có thể bình luận cảm nhận ở bên dưới. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share và ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.